Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Tran Official. Kính thưa quý vị, cặp lông mi dài trên đôi mắt từ lâu đã là một biểu tượng của phái đẹp. Khi quý chị em phụ nữ lâu lâu đánh mascara kéo dài hay là gắn thêm hàng lông mi thì khiến cho quý ông mê mẩn khi nhìn vào đôi mắt long lanh và cái hàng mi chớp chớp rất là cuốn hút. Thỉnh thoảng tôi có nhiều bệnh nhân đến gặp tôi hỏi về bệnh rụng lông mi cũng giống như lông mi bị ngắn đi. Như vậy trong video này tôi sẽ nói kỹ hơn về kéo dài lông mi bằng thuốc và nói về những bệnh mà có thể khiến cho lông mi của quý vị bị ngắn hoặc là bị rụng. Thông thường, lông mi mắt của chúng ta mọc từ các nang lông bầu dục ở hai mí mắt là mí trên và mí dưới, và thường ở mí dưới từ 3 tới 4 hàng và khoảng chừng 70 tới 80 sợi lông mi. Và ở hàng trên thì chúng ta có nhiều lông mi hơn, mọc thành 5 tới 6 hàng và thường là 90 cho tới 160 lông mi ở mí mắt trên. Chính vì điều này, khi mà quý vị nhìn vào mắt, quý vị sẽ thấy là đa số lông mi nằm ở hàng trên chứ không phải là hàng dưới. Cái câu hỏi mà nhiều quý vị hỏi tôi là lông mi mắt để làm cái gì? Thì cái nhiệm vụ đầu tiên nhất của lông mi là bảo vệ bụi, bảo vệ những cái vật li ti bay vào mắt của chúng ta. Và cái thứ hai là những cái lông mi này bảo vệ cái sự bốc hơi của hơi nước trên cái bề mặt của tròng mắt của chúng ta, khiến cho mắt chúng ta luôn ẩm ướt và cử động và linh hoạt. Có một cái nghiên cứu thú vị là lông mi dài bao nhiêu là đủ để bảo vệ. Quý vị có thể nhìn lông mi của con chó hay là nhiều cái động vật khác, thì nó có một cái nghiên cứu thú vị là lông mi của những loài có vú, trong đó luôn cả con người chúng ta, là khoảng 1/3 cái chiều rộng của đôi mắt. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn này thì lông mi của tôi chưa có đủ tiêu chuẩn đó. Nhưng mà nói cho quý vị thấy rằng cái lông mi bắt đầu là từ cái nhiệm vụ sức khỏe. Nhưng mà ở góc độ thẩm mỹ thì lông mi dài, rậm được xem là cái biểu tượng của sắc đẹp, sự trẻ trung và ánh nhìn sắc sảo, đôi khi nó hơi mơ mộng, mơ màng tí xíu. Vì vậy, nhiều quý chị em phụ nữ và cả quý ông đau khổ về cái cặp lông mi của mình. Cái điều may mắn là bác sĩ chuyên khoa da liễu có thể giúp cho quý vị cải thiện được điều này. Vì sao lông mi chúng ta bị ngắn? Thì có nhiều lý do khiến cho lông mi chúng ta bị ngắn. Nhưng mà thường là các bệnh về hormone, về nhiễm trùng, bị stress, mãn kinh, thuốc chữa bệnh ung thư hoặc là chữa các bệnh từ miễn bằng hóa trị. Và thậm chí do cả gen di truyền khiến cho lông mi chúng ta ngắn hơn hoặc là bị rụng đi trước thời gian. Thì với một số sắc dân, ví dụ như người Mỹ, người châu Âu, thì lông mi của họ có vẻ dài và rậm hơn so với người châu Á. Thì trong những lý do trên, mãn kinh, tuổi tác và mất cân bằng hormone là những lý do hay gặp nhất khiến cho quý chị em phụ nữ có thể bị rụng lông mi hoặc là lông mi bị ngắn đi. Thiếu ngủ, stress về tâm sinh lý cũng có thể khiến cho chúng ta bị rụng lông mi. Thành quý vị khi nghe tới đây, quý vị nhớ là đi ngủ đủ cho tôi, bớt stress, nếu không lông mi quý vị rụng nhiều hoặc ngắn đi, giống như tôi chẳng hạn. Và các bệnh về da, về tóc như là rụng tóc hoặc là bệnh viêm da cơ địa, bệnh vẩy nến, thì tất cả những bệnh này đều có thể ảnh hưởng tới cái sự phát triển của lông mi. Và theo thời gian, nếu mà chúng ta không chữa những bệnh về da, về tóc, thì lông mi chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị rụng đi. Tại quý vị cũng nhớ rồi, lông mi là một phần trong những cái lông trên người của chúng ta. Một cái bệnh khác là bệnh rụng cả hai bên lông mi, có nghĩa là rụng sạch hết, thì thường là do tổn thương về nang lông ở mi mắt. Và những tổn thương này là tổn thương nặng, chứ nó không đơn giản là stress hay là hormone. Thì những tổn thương này thỉnh thoảng tôi cũng có gặp. Và những cái bệnh này đòi hỏi quý vị cần phải gặp bác sĩ để được xét nghiệm máu đầy đủ, kiểm tra xem mình có bị những bệnh về hệ miễn dịch hoặc là những bệnh khác mà liên quan tới bệnh hệ thống hay không. Những cái vấn đề về lông mi, quý vị nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu rụng nhiều, ngắn đi hoặc thậm chí rụng sạch hết, quý vị cần phải gặp bác sĩ. Thuốc kéo dài lông mi hay còn gọi là Vimatoprops hay tên thương mại là Latisse, chắc quý vị nghe quảng cáo nhiều rồi. Đây là cái loại thuốc được FDA chấp thuận để kéo dài lông mi. Thì trước kia cái thuốc này Vimatoprops dùng để chữa bệnh tăng áp lực nhãn cầu hay còn gọi là glaucoma. Đây là cái bệnh mà
cái áp lực bên trong mắt của chúng ta tăng, và theo thời gian thì ảnh hưởng lên dây thần kinh thị giác và khiến cho chúng ta giảm thị lực. Thì thuốc này hồi xưa được thử nghiệm nhưng mà sau đó thấy có tác dụng phụ là lông mi của những bệnh nhân tham gia thử nghiệm thì dài và khỏe hơn so với bình thường. Thành ra sau đó thì họ chuyển qua một cái nhánh mới là nhánh thẩm mỹ. Thì câu chuyện cũng tương tự như Viagra. Tôi có nói một vài lần trước đây là Viagra thực sự hồi xưa được thử nghiệm để chữa bệnh cao huyết áp. Nhưng mà cao huyết áp không biết có chữa được tới đâu hay không, nhưng mà đa số quý ông dùng thuốc rất là thích tại vì họ cải thiện sinh lý, và cuối cùng ngày hôm nay Viagra là một trong những loại thuốc nổi tiếng nhất chữa bệnh rối loạn cường dương. Như vậy thì thuốc Bimatoprop hoạt động như thế nào? Cái loại thuốc này nó kéo dài cái chu kỳ phát triển nang tóc của chúng ta. Quý vị nhớ là những bài nói chuyện về tóc, về lông của tôi, quý vị sẽ hiểu kỹ hơn, đặc biệt là tóc rụng video số 206 hoặc là cách chữa rụng tóc video số 212. Thì tóc chúng ta phát triển thành nhiều cái chu kỳ, trong đó cái chu kỳ quan trọng và kéo dài nhất tên là anagens. Thì Bimatoprop là cái thuốc sức mà tôi nói nãy giờ, nó tác động lên cái thụ thể, một trong những cái thụ thể tên là prostaglandin. Thì thụ thể này ảnh hưởng tới kích thích nang tóc phát triển trong nhiều cái chu kỳ, nhưng mà trong cái chu kỳ đầu tiên. Thì các nghiên cứu lâm sàng nhóm đối chứng chỉ ra Bimatoprop có tác dụng kéo dài và cải thiện độ dày của lông mi, tăng 46% điểm GEA là cái điểm mà chúng ta định giá lông mi so với không dùng thuốc, và đặc biệt là độ dày và độ dài của lông mi cải thiện đáng kể sau khi dùng thuốc. FDA đã chấp thuận dùng loại thuốc này để kéo dài mi mắt từ năm 2008. Bây giờ tôi nói về cách sử dụng thuốc này, tại vì đây là cái loại thuốc mà quý vị cần phải dùng mỗi ngày và dùng ít nhất liên tục trong vòng 2 tháng để có tác dụng. Khi mà quý vị ngưng thuốc thì lông mi sẽ mỏng lại giống như trước khi dùng. Vì vậy thuốc này quý vị có thể sẽ dùng cả đời. Một cái điểm khó chịu khác là thuốc này rất là mắc tiền. Tại Hoa Kỳ là 150 cho tới 200 đồng một cái lọ dùng trong một tháng. Nói cách khác, một năm quý vị tốn khoảng chừng trên 1.000 đồng. Cách dùng rất là quan trọng, tại vì nhiều quý vị bệnh nhân gặp tôi hỏi tại sao không có tác dụng sau một vài tháng. Khi mà tôi yêu cầu họ dùng trước mặt tôi thì tôi thấy là có nhiều điểm sai. Thật là quý vị nghe kỹ đây, tại vì đây là một trong những điểm rất là quan trọng quý vị cần phải nhớ nếu mà chúng ta bỏ ra mấy ngàn đồng một năm để mua cái loại thuốc này. Đầu tiên là rửa sạch mặt và rửa sạch kem trang điểm và tháo kính sắt tròng ra nếu quý vị đeo kính sắt tròng. Lấy cái que vô trùng, cái này quan trọng lắm. Trong cái test kit này, trong cái thuốc này nó có một cái que vô trùng. Que này chỉ nên dùng một lần, dùng xong là quăng. Và thứ hai là ở cái que vô trùng đó, cái phần đầu khi mà quý vị lấy ra, quý vị chỉ cần nhỏ một giọt thuốc, không phải là trên cái chóp của cái que này, cái này cái viết quý vị nha, quý vị nhớ cái que nó giống như có cái lông chổi, thì quý vị nhỏ ở cái phần này là cái phần trắng, cái phần còn lại cũng là lông chổi nhưng mà nhỏ cái phần trắng cho thôi, nhỏ một giọt thôi. Và sau đó chúng ta dùng cái que này, chúng ta quét ở cái chỗ mà gần cái góc của lông mi, từ bên trong mí mắt đi ra ngoài như thế này đó. Và quý vị nhớ là cố gắng hạn chế bôi trực tiếp lên da, có một số thuốc sẽ thấm vào cái mi mắt nhưng mà it's okay. Nhớ là bôi vào cái phần gốc của lông mi chứ không phải là ở ngoài cùng, mà cũng không phải trên da, tại vì đó là cái phần thuốc sẽ thấm vào để kích thích cái sự phát triển của nang tóc. Rồi sau đó chúng quý vị dùng khăn giấy lau nhẹ và lau sạch, và cuối cùng là quăng cái que vô trùng đó đi, không có dùng lại. Quý vị nhiều khi tiết kiệm thuốc dùng cả hai mắt, nhưng mà nếu như quý vị dùng như thế này có thể gây ra nhiễm trùng mắt, tại vì khi chúng ta quét một vòng như vậy có những vi khuẩn bám vào, nếu mà mắt chúng ta yếu hoặc là bị viêm nó có thể khiến cho tình hình tệ hơn. Dùng thuốc này có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm mà quý vị cần phải rất là cẩn thận. Tác dụng phụ đầu tiên là mắt đỏ, mắt sưng, một cái dạng dị ứng khi mà chúng ta dùng thuốc, tại vì cái phần thuốc này có thể thấm vào bên trong tròng mắt của chúng ta, bị khô mắt, bị thâm quầng hay là sạm da cái vùng mí mắt, tại vì thuốc này cũng kích thích những thay đổi về hắc tố da. Và cuối cùng là lông mọc dày xung quanh quầng mắt, mọc một cách mà chúng ta không muốn. Quý vị cũng cẩn thận là khi mà chúng ta dùng, nhớ ở cái vùng gốc của cái lông mi chứ đừng có sức xung quanh cái tròng mắt của chúng ta, sức như vậy lông nó mọc dày lên. Nói tóm lại, lông mi dài và rộng là một biểu hiện của sức khỏe và sắc đẹp. Và thuốc sức Bimatoprop hay còn gọi là Latisse có thể là một cái giải pháp hữu hiệu kéo dài lông mi. Thuốc này rất là đắt tiền, cần thời gian để thấy hiệu quả.
và có thể dùng lâu dài để duy trì kết quả. Quý vị nhớ dùng thuốc đúng cách sử dụng và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ, và nhớ quăng cái men vô trùng sau khi mà quý vị sử dụng một lần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyên Trang, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.